xin được gửi tới toàn thể các bác mã sản phẩm đũa ngọc Hàn Quốc các bác nhá. Thật sự là rất là đẹp và rất là rẻ luôn. Với nhà bác nào mà có công có việc đó, con cháu hay về đó thì chúng ta sắm để sử dụng khi có công có việc các bác nhá. Rất là tiện luôn, rẻ, đẹp mà tiện. Nó giá em cực kỳ là tri ân luôn trong phiên live ngày hôm nay ạ. Đó các bác xem ạ, sản phẩm nhá, rất là đẹp và tinh tế này, dài, nó rất là dễ gấp luôn. Đầu đũa này được đính mạ vàng như này nhá, rất đẹp và sang trọng lịch sự cho em. Đầu dưới có chống trơn cho em nhá. Và với một mã sản phẩm bị đũa Hàn Quốc như thế này, hàng nhập khẩu xịn sò chính ngạch cho em nhá, em xin được tri ân trợ giá cắt lỗ luôn ạ. Chỉ có 15k, 15k trên một bịch như thế này, 10 đôi nha các bác nhá. Rất là đẹp, rất là sang trọng và lịch sự luôn. Bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em. Đũa ngọc Hàn Quốc 15k trên một hộp 10 đôi nha các bác nhá. Và nấm linh chi đến từ thương hiệu Hàn Quốc cho em nhá. Xứ sở hoa anh đào, xứ sở nấm linh chi cũng như là nhân sâm luôn cho em các bác nhá. Đó, đến từ thương hiệu Hàn Quốc cho em này. Với cái mã sản phẩm mà trà nấm linh chi thì các bác cũng có thể biết là nó là một cái loại dược liệu quý các bác nhá. Một dược liệu quý này, chữa được bách bệnh luôn. Và điều đặc biệt ở đây là đã được chế tác ra thành những cái gói trà. Đó, gói trà bột nhỏ pha sẵn nhá. Trọng lượng là 150g. Trọng lượng cả túi này là 150g. Và sẽ chia thành 30 gói, mỗi gói là 5g các bác nhá. Khi mà sử dụng thì rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần lấy một gói nhỏ đó cho vào bình trà 1 lít nước. Đó, các bác cắm sôi cho em. Và tiếp tục các bác để từ 5 đến 10 phút nó sẽ nguội nguội một chút thì các bác sẽ lôi ra thưởng thức nhá. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Ngọt ngọt này, thơm thơm. Đó, vị trà nấm linh chi chữa được rất nhiều bệnh cho các bác nhá. Ví dụ như là an thần này, giúp cho các bác có một giấc ngủ tốt này. Nhất là điều hòa huyết áp thì với kem nấm linh chi này là vượt trội rồi. Và chữa được cả những cái bệnh ví dụ như là mỡ máu này. Đó, huyết áp không ổn định này. Đấy, giúp cho tăng cường cái hệ tuần hoàn máu, giúp giảm đau nhức mỏi nha các bác nhá. Đó, đau đầu chóng mặt rất là ok luôn. Và khi mà cải thiện được cả hệ tiêu hóa. Đó, khi mà các bác uống vào ăn tốt ngủ tốt, đó, điều hòa được huyết áp cũng như là mỡ máu nhá, thì rất là tuyệt vời luôn. Với em này thì đúng là chữa bách bệnh rồi. Uống rất là tốt, bác nào mà sức khỏe tốt thì uống vào thì nó sẽ duy trì cái sức khỏe của mình cực kỳ là ok luôn nha các bác nhá. Và với cái mã sản phẩm trà này, nó như em giới thiệu ngay từ đầu, nó sẽ là 30 gói, mỗi gói 5g. Các bác chỉ việc 30 gói chia cho 30 ngày, mỗi ngày các bác cho em vào tách trà và cắm lên và rót ra tách để sử dụng như thế này nha các bác nhá. Đó, một ly trà nóng hổi luôn ạ. Và mang chứa rất là nhiều những cái chất liệu quý ở trong ly trà này khi chúng ta uống nhá. Đó, các bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em. Đó là trà thảo mộc nấm linh chi nha các bác nhá. Đó, trà thảo mộc nấm linh chi đến từ thương hiệu Hàn Quốc này. Em đang bán với mức giá là 120k. Đó, 120k nhá. Nhưng riêng trong phiên live ngày nay chiên xuống chỉ còn là 80k các bác nhá. 80k trên một gói 150g. Đó là 30 gói nhỏ chia cho 30 ngày các bác nhá. Các bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Mở đầu video thì em về một cái mã sản phẩm, đó là thảm chùi chân các bác nhá. Thảm chùi chân hình hai bàn chân này. Với cái mã sản phẩm này thì đang được thị trường cực kỳ là săn đón. Bởi vì các bác quan sát giúp em ạ, không phải giới thiệu nhờ, các bác quan sát giúp em. Đó, nảy này, chất nảy thấm hút nhá. Nước rất là tốt, rất là ok luôn cho em này. Nó dày dặn chắc chắn như này. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em mới phải thanh toán nhá. Em bảo hành luôn. Đó, từ đường kim mũi chỉ này, may rất là ok chắc chắn cho em như này luôn. Chạy bo diềm. Đấy, hàng cao cấp của em nhá các bác nhá. Các bác yên tâm ạ. Mặt sau của nó sẽ là nỉ nhá. Nỉ này, đấy, những cái mút nỉ như này để làm sao ạ? Để nó mút, nó thấm vào cái nền bê tông hay là nền gạch hoa, nó không bị trơn trượt, di dịch nhá các bác nhá. Rất là ok luôn đấy ạ. Đấy, còn cái phần mút đen này nó sẽ mút chặt này, cùng với lại mút silicon nhá các bác nhá. Rất là ok luôn. Cái mã thảm này thì siêu dày dặn rồi. Em đang có sẵn 3 màu. Đó là màu đỏ các bác nhá. Màu đỏ ở phía kia. Đó, màu nâu và màu xanh như này. Các bác ưng màu nào thì chỉ việc lên đơn cho em là thảm hai bàn chân các bác nhá. Thảm hai bàn chân hàng cao cấp, thảm nó rất là xịn, thấm hút cực kỳ là ok, chống trơn trượt cực kỳ là chuẩn luôn các bác nhá. Nó dày dặn lắm. Và giá của em nó sẽ là 30k. Đó, 30k trên một em thảm này và 100k nhá. 100k trên 4 thảm ạ. Đó, các bác thấy không ạ? 30k trên một thảm và 100k trên 4 thảm nhá. Đảm bảo là không làm các bác thất vọng luôn. Thấm hút cực kỳ tốt.
Bởi vì các bác quan sát này, đấy, cái chất lệ em cầm gần cho các bác nhìn ạ, nó cái chất lệ cực kỳ dày, bo viền, hàng cao cấp, chống xê dịch nhá, đấy, chống trơn trượt. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. 100k 4 cái và 30k trên một cái ạ. Xin được giới thiệu các bác mã sản phẩm nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu Camel Nhật Bản cho em nhé. Một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng về những cái mã sản phẩm đồ dùng bếp nhé, uy tín chất lượng và rất là thương hiệu luôn rồi ạ. Và với cái mã sản phẩm nồi chiên không dầu này là một món quà cực kỳ tuyệt vời cho sức khỏe các bác nhé. Nó sẽ làm cho cuộc sống thêm khỏe mạnh hơn khi mà chúng ta chiên không cần những dầu mỡ nhiều các bác nhé. Đó, dầu mỡ nhiều thì nó có khá nhiều cholesterol thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe các bác nhé. Đó, rất là ok luôn. Các bác sắm nguyên một em này về, đó là chúng ta có thể này, dung tích khá là lớn nhá, 13 lít hoàn toàn có thể chiên được những em gà, em vịt khoảng 3-4 ký ở trong đây nhá các bác nhá. Đó, để đổi bữa cho gia đình cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và bên trong lòng nồi chiên sẽ có một em khay đỡ nhá. Một em khay đỡ có 4 chân như thế này. Và đặt vào trong lòng nồi để khi chúng ta đặt những cái con gà, con vịt lên trên đây khi chiên thì dầu mỡ nhá, nó sẽ tự động dốc xuống những cái lỗ thoát dầu, thoát mỡ này nha các bác nhá. Nó rất là ok luôn, đảm bảo cho món ăn của chúng ta này thêm ngon, ròn rụm mà không cần nhiều dầu mỡ các bác nhá. Thật sự là quá là ok luôn ạ. Và khi các bác sử dụng thì em này sẽ là chiên ở những cái nhiệt độ như thế này nhá. Em sẽ bật lên cho các bác quan sát ạ. Đó, khi mà các bác bật lên chiên thì nó sẽ tỏa ánh sáng ở bên trong như thế này, để các bác hoàn toàn có thể quan sát được cái đồ mình chiên nướng ở bên trong các bác nhá. Hoàn toàn quan sát được luôn ạ. Nó rất là tiện luôn. Và ở trên đây thì nó sẽ có những cái hướng dẫn sử dụng nhá. Hướng dẫn sử dụng rất là rõ ràng ạ. Khi mà các bác chiên sườn thì nó sẽ yêu cầu là chiên với nhiệt độ 200 độ C ạ. Đây các bác xoáy vào đây cho em là 200 độ C. Đó. Và thời gian chiên sẽ là từ 20 đến 25 phút. Thì các bác lại tiếp tục vặn sang bên đây cho em nhá, là 20 đến 25 phút đấy ạ. Đó. Thì sau 20 đến 25 phút thì nó sẽ chạy hẹn giờ nhá, và nó sẽ quay về nút 0 này. Đấy, nó sẽ kêu tinh một phát. Nó sẽ báo hiệu cho gia đình đã có một món ngon để đổ vị rồi các bác nhá. Nó là chiên cá, chiên tôm, làm bánh bira, làm bánh, hoặc là chiên những miếng thịt ba chỉ, hay là những cái đùi gà, cánh gà, hoặc nguyên con vịt, con gà để cả gia đình quây quần bên nhau đổi vị cũng rất là ok nha các bác nhá. Thì với em nồi chiên không dầu này nha em, dung tích là 13 lít các bác nhá. Dung tích là 13 lít nên là chế độ hẹn giờ nó sẽ dài hơn, nó tận là 60 phút cho em này. Và khoang nồi chiên cũng sẽ rộng hơn nha các bác nhá. Rộng hơn, nó rất là ok luôn ạ. Thì bác nào ưng với cái mã sản phẩm nồi chiên không dầu nó đến từ thương hiệu Camel Nhật Bản để nhanh tay chốt đơn cho em nhé, với mức giá siêu đãi trong phiên live ngày hôm nay ạ. Em đang bán này với mức giá là 650k nha các bác nhé, 650k, nhưng riêng trong phiên live ngày hôm nay tri ân giảm giá xuống chỉ còn là 600k. Đó, các bác thấy rẻ không ạ? Xịn sò nhá, hàng nhập khẩu chính ngạch cho em, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm nha các bác nhé. Đó, xuống 600k. Em sẽ tặng kèm một em sâm thịt các bác nhá. Đây là em sâm thịt ạ. Để làm sao ạ? Để các bác chuẩn bị một miếng ba chỉ ra, hay một con gà, con vịt ra. Đó, các bác tẩm ướp gia vị. Thì các bác sâm vào con gà, con vịt cho em nhá. Sâm vào cho em. Đấy, và sau đâu đó thì các bác tẩm ướp gia vị. Nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong. Thì khi các bác chiên, nó sẽ rất là ngon, giòn, thậm chí là ngon hơn ngoài quán chúng ta mua đấy ạ. Và nó lại đảm bảo được cái an toàn thực phẩm là do chính tay chúng ta làm ra nha các bác nhá. Đó, các bác nào ưng này thì nhanh tay chốt đơn cho em, rất nhiều quà đây nha các bác nhá. Nhanh tay chốt đơn cho em mã sản phẩm nồi chiên không dầu Camel. Dung tích là 13 lít, giá là 600k và tặng kèm sâm thịt cấm điện tatami đến từ thương hiệu Nhật Bản các bác nhá. Em về số lượng cực kỳ nhiều luôn. Và dung tích của em ấm này nó sẽ là vào 2 lít các bác nhá. 2 lít cho em. Đó, đến từ thương hiệu tatami luôn ạ. Nhật Bản nhá, xịn sò luôn. Với cái phần nắp ạ, phần nắp thì sẽ là kính cường lực như này các bác nhá. Phần nắp sẽ là kính cường lực, nó rất là đẹp luôn. Tay cầm thì là nhựa nguyên sinh cách nhiệt như này ạ. Đó, rất là đẹp nhá, có lỗ thoát khí và bọc bởi cái khung nhôm inox số 304 này, rất là sáng bóng như này luôn nhá các bác nhá. Ok chưa? Và tiếp đến thì sẽ là phần ấm nha các bác nhá. Phần ấm này các bác quan sát cho em này, nó bằng thủy tinh ạ. Nó thủy tinh nhưng mà là thủy tinh cách nhiệt các bác nhá. Các bác không lo khi chạm vào sẽ bị bỏng rát đâu ạ. Rất là ok luôn. Thì với cái phần ấm này thì cũng có thiết kế tay cầm rỗng cách nhiệt. Và phần đáy nhá, phần đáy ấm nó sẽ có cái trụ đồng như thế này.
Đó, để bắt nhiệt từ cái bàn bếp này nhá sang ấm ạ. Và phần bên trong sẽ là cái mâm điện. Nó mâm điện cũng mang thương hiệu Nhật Bản luôn, cho em đánh giá 5 sao các bác nhá. Đó, bắt nhiệt cực kỳ nhanh luôn, cực kỳ nhanh chín, cực kỳ nhanh sôi. Và có cả miệng rót nha các bác nhá. Khi các bác đun nước chưng yến hay là làm bất kỳ một cái gì, nấu mì, nấu súp thì rót ra nó cũng rất là dễ. Đó, quá là ok luôn nha các bác nhá. Còn đây sẽ là những cái phần chức năng ạ. Em sẽ giơ sát để cho các bác quan sát giúp em nhé. Đây là những cái phần chức năng của phần ấm ạ. Thì nó sẽ gồm 28 chức năng, đến đây mới hết nhá. Số 1 là đun nước này. Đây, đun nước nấu hồng trà, nấu trà, luộc trứng, nấu mì. Hoặc các bác có thể là trứng hấp hoặc là nấu canh, nấu cháo ngũ cốc đều được các bác nhá. Nhất là nấu lẩu hay là nấu thuốc bắc ấy ạ. Hoặc là nấu chậm thuốc bắc. Rất là ok luôn. Bà có thể đun nước này, cà phê, trà đen đều đun được trong đây các bác nhá. Hoặc có thể là tiệt trùng. Nhà chúng ta có những cái dụng cụ mà cần tiệt trùng thì cho vào đây. Ấn vào chế độ tiệt trùng, nó sẽ ra cái chế độ nhiệt độ phù hợp để tiệt trùng nha các bác nhá. Rất là ok luôn. Kèm theo đó là phần giữ ấm này. Giữ ấm thì nó sẽ có nhiệt độ phù hợp để giữ ấm và nấu súp, đun nước. Có cả chế độ chưng yến luôn các bác nhá. Chưng yến, ví dụ các bác mua yến về mà muốn chưng thì cũng ấn vào cái chế độ này, nó sẽ chưng cho chúng ta ở cái chất lượng tốt nhất. Đó, nấu rượu, hâm sữa, đun trà thảo dược này, nấu trà xanh, hoặc là pha nước cho em bé các bác nhá. Ví dụ pha nước cho em bé mà chúng ta cần pha sữa, nó chỉ cần sôi nó ở cái nhiệt độ nào thì nó đây nhá, đầy đủ hết luôn ạ. Súp nấu chậm này cũng có nha các bác nhá. Nấu cháo này, đấy, bánh mì hấp đều cho tất vào đây. 28 chức năng đầy đủ luôn các bác nhá. Và điều đặc biệt thông minh ở đây, nó sẽ có là cái nút nhiệt độ này. Ví dụ như là chúng ta muốn nhanh chín nhanh sôi, chúng ta ấn vào đây để tăng nhiệt độ nhá. Hoặc là chúng ta có thể hẹn giờ, ví dụ như là còn 5 phút nữa thì sản phẩm nó sẽ chín chẳng hạn. Nó thì các bác hẹn vào đây cho em, còn các bác ra ngoài có việc 5 phút sau nó tự ngắt nha các bác nhá. Hoặc là từng chế độ ở trên đây thì nó đã có chế độ hẹn giờ khác nhau rồi ạ. Và khi nó chín, nó đủ sôi, nó sẽ tự ngắt nhá, để đảm bảo an toàn các bác nhá. Và sử dụng thì cực kỳ là dễ dàng. Các bác cách sử dụng nhá. Đầu tiên thì ở đây nó sẽ có nút bật tắt ạ. Và đây là nút chức năng, đây là nhiệt độ và hẹn giờ các bác nhá. Đầu tiên thì các bác muốn nấu cái chức năng nào, ví dụ như là đun nước này, hồng trà, luộc trứng. Như em là em muốn nấu mì chẳng hạn, nấu mì thì nó sẽ là số 5 các bác nhá. Số 5 ạ. Này, thì em sẽ ấn này. Đầu tiên là bật lên cho nhận chế độ này. Đó, nó đã nhận chương trình. Và tiếp đến em sẽ ấn vào cái nút bàn tay nhá, là nút chức năng này. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, rất là tiện luôn. Nó sẽ nhận chương trình trong 3 giây và bắt đầu sôi nhá. Bắt đầu sôi và chế độ nấu, nó là nấu mì các bác nhá. Nó sẽ đưa ra một cái nhiệt độ thích hợp. Đó, và tự đun nha các bác nhá. Đó, các bác thấy không ạ? Nhanh sôi chưa ạ? Cái mâm điện của nó nhá, cực kỳ là ok luôn, mắt nhiệt cực kỳ chuẩn. Hàng Ninox Su 304 nhá, dẫn nhiệt cực kỳ tốt luôn. Đó, mà không bị han gì nhá, tốt cho người sử dụng nhá các bác nhá. Đó, rất là ok luôn. Bác nào ưng mã sản phẩm ạ thì nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Và số điện thoại em luôn ghim sẵn ở trên màn hình, đó là 0867024332 nhá. Và em ấm này có mức giá là 350k trên một ấm nhá bác nhá. Em miễn ship luôn. Nồi hầm xương kho cá nấu cháo chậm đến từ thương hiệu Fujika của Nhật Bản các bác nhá. Nói đến thương hiệu của Nhật Bản thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm nhá các bác nhá. Và em xin được giới thiệu chi tiết về sản phẩm ạ. Đầu tiên thì sẽ là một em vung. Em vung được thiết kế bằng kính cường lực nhá, siêu chịu nhiệt cho em này, siêu chịu tải, siêu chịu nhiệt cho em, rất là ok. Và trên đây thì có cái lỗ thoát khí nhá các bác nhá. Một cái lỗ thoát khí để khi sôi thì sẽ thoát khí qua đây nhá. Và được bao bọc bởi là khung nhôm inox Su 304 này, rất là bền bỉ luôn. Và phần tiếp theo đáng phải nói tới đó là cái lòng nồi sứ này các bác nhá. Lòng nồi sứ này thì các bác có thể hiểu cho em nôm na là ngày xưa ông cha ta vẫn hay hầm xương kho cá nấu cháo nấu cơm ở những cái nồi niêu, nồi sành, nồi sứ thì đem lại cái hương vị nguyên bản của hạt gạo, hạt cơm hay cũng như là đồ nấu con cá, con tôm nhá, đều rất là thơm, rất là ngon, giữ được nguyên bản luôn các bác ơi. Đó mà lại chín đều, chín nhừ, chín nục luôn nhá. Rất là tuyệt vời này. Các bác mua cái em nồi hầm này về có thể cho hầm xương cho em này, cực kỳ nhừ, nấu cháo này, tần chim này, nó rất là ok. Và chế độ thì nó cực kỳ là tuyệt vời nhá. Với cái em nồi này, cái mâm điện của nó nhá, hoàn toàn hết cả mâm luôn các bác ơi. Hoàn toàn hết cả một cái mâm này luôn. Để làm sao ạ? Để truyền nhiệt cho đều hết cả cái phần nồi, để chín nhanh, chín đều, chín nhừ nhá. Không chỗ nào khê, không chỗ nào cháy, không chỗ nào xém. Ok chưa ạ?
Và chế độ nấu sẽ là tắt này, lửa nhỏ, lửa vừa và chế độ auto các bác nhá. Chế độ auto là sao ạ? Có nghĩa là các bác cắm này, gạo và nước vừa đủ này. Và các bác vặn vào chế độ auto cho em, có nghĩa là khi mà sôi chín cạn nước là nó sẽ tự động ngắt nha các bác nhá. Tự động ngắt để tránh làm sao ạ? Chống cháy nồi, nó cháy nổ nhá. Rất là ok và thông minh luôn đấy các bác ạ. Đó. Và khi các bác cắm vào cái nguồn điện 220V ở đằng sau này, đây là dây nha các bác nhá. Các bác cắm vào nguồn điện 220V, nó sẽ báo đèn đỏ ở cái chữ Fujika này nhá các bác nhá. Đó là báo hiệu điện đã vào rồi. Và chỉ cần là các bác này muốn nấu nhanh đấy, hay là nấu chậm, hay là chế độ auto tự ngắt, thì các bác hẹn vào đây cho em. Đó, nấu qua đêm, sáng hôm sau các bác tỉnh dậy là các bác đã có thể là có những cái món cháo ngon. Đó, những cái món xương hầm để ăn bún, rất là tuyệt vời luôn. Hoặc là tần chim, tần gà, rất là ok nha các bác nhá. Kho cá ở đây thì đều cải thiện bữa cho gia đình cực kỳ là tuyệt vời rồi ạ. Đấy, rất là gọn tiện. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em với cái mã sản phẩm này. Nồi kho cá đến từ thương hiệu Fujika của Nhật Bản ạ. Và em nó sẽ có giá là 290k các bác nhá. 290k. Đó, trên một em nồi nha các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Xin được giới thiệu các bác mã sản phẩm hoa sen thờ ngũ sắc nha các bác nhá. Một cái mã sản phẩm em rất là ưng ý luôn, bởi vì em bán cho rất nhiều bác và nhận được rất nhiều lời khen bởi cái độ sản phẩm này rất là đẹp và tinh tế nhá. Các bác quan sát giúp em ạ. Với phần bình đèn nhá, nó sẽ được kết cấu bởi 5 bông hoa. 5 bông hoa mang 5 màu sắc khác nhau, mang ý nghĩa phong thủy vô cùng là tuyệt vời nhá. Đó, rất là hài hòa trên một bông hoa này, với màu xanh, đỏ, tím, vàng, nó rất là đẹp và nổi bật. Khi thắp thêm cái ánh đèn ở bên trong rồi các bác thấy không ạ? Ánh hào quang rực rỡ ở bên trong luôn tỏa ra này. Đấy, làm nó khắp thắp sáng cái không gian thờ của các bác lên nhá. Đó, để cái không gian thờ của chúng ta làm sao ạ? Uy nghi này, vững chãi, trông rất là đẹp và sang trọng ạ. Thì lúc nào chúng ta cũng nhớ đến cội nguồn ông bà tổ tiên ấy, hay là thờ Phật thì cũng đều rất là ok. Đó, mang ý nghĩa phong thủy này, hài hòa, tài lộc nhá các bác nhá. Đó, phúc đức đầy nhà luôn ạ. Thì với cái cặp đèn thờ này, phần kết cấu của sản phẩm, phần thân nó sẽ là hợp kim đồng loại 1 cho em ạ. Tránh han rỉ theo thời gian các bác nhá, đảm bảo sử dụng một lần và mãi mãi luôn ạ. Và với phần hoa sẽ là những cái bông hoa pha lê thủy tinh như thế này ạ. Đó, để khi kết hợp với ánh đèn thì nó sẽ tỏa sáng ra những cái màu sắc rực rỡ nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Hệ thống đèn LED ở bên trong là hệ thống đèn LED siêu tiết kiệm điện cho em ạ. Đó, bóng nhỏ gọn như thế này, siêu tiết kiệm điện các bác nhá. Và sử dụng rất là tuyệt vời luôn ạ. Dễ dàng sử dụng, chỉ việc cắm vào như này thôi ạ. Đó. Và với phần thân đèn thì không kém phần mềm dẻo đâu các bác nhá. Đó, rất là mềm dẻo luôn. Kèm theo đó là điểm này, là nhị này, là lá này, là những bông hoa rủ như này, rất là xinh luôn, rất là đẹp luôn. Đó, với phần thân bình các bác nhá, phần thân bình thì được kết cấu nguyên bằng đá sapphire cho em này, và kết hợp với hệ thống đèn LED ở sâu bên trong đáy đèn. Thì khi mà các bác bật lên thì các bác thấy không ạ, nó đang đổi màu nhá. Và khi đèn LED đổi màu thì ánh đá nó cũng sẽ đổi màu theo. Ví dụ như là nó đang từ màu xanh đó, nó sang màu hồng, rồi nó chuyển màu đỏ. Đó, nó cũng sẽ tỏa những cái ánh. Đó, các bác thấy không ạ, nó chuyển sang màu xanh. Ánh đá sapphire cực kỳ đẹp luôn nhá. Và phần thân đèn, nó phần dưới chân đèn thì đế của nó sẽ rất là rộng luôn này. Em đo luôn cho các bác ạ. Đế, phần đế đèn nó rộng là 20 cm. Đấy, để nó làm sao ạ, vững chãi và chắc chắn nhá. Để chúng ta đặt ở trên cái không ban thờ nó cực kỳ là chắc chắn này, không bị dễ là đổ nhá. Nó rất là ok luôn, quá là tuyệt vời với cặp đèn thờ này đấy ạ. Và em xin được đo kích thước độ cao của cái đèn thờ hoa ngũ sắc này nhá các bác nhá. Cao cho em là 60 cm này các bác ơi, 60 cm. Đó, và bác nào ưng cái mã sản phẩm đèn hoa thờ ngũ sắc bên em nhá, thì nhanh tay chốt đơn cho em với mã sản phẩm này. Em lấy mã sẽ là 01 nhá. Đó, bởi vì ngũ sắc bên em cũng rất là nhiều mã. Mã đèn ngũ sắc 01 cao 60 cm ạ. Và giá của em nó em đang bán là 1.450.000. Nay dịp này em sẽ chia xuống chỉ còn là 1.250.000 các bác nhá. 1.250.000, kèm em sẽ tặng các bác là 5 đèn LED ạ. 5 đèn LED đi kèm luôn nha các bác nhá. Đó, các bác nào ưng mã đèn thờ hoa ngũ sắc này, mang phong thủy rất là ý nghĩa này, nó tài lộc này, sức khỏe vẹn toàn nhá, hài hòa. Đó, thì các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ, với mức giá chỉ còn là 1.250.000.
em tiếp tục về lô bình ủ trà Nhật các bác nhá, với số lượng cực nhiều. Các bác mỗi bác ủng hộ em một bình cho nhanh hết nhá, bởi vì em thấy cái mã sản phẩm này dùng rất là ok, rất là tiện dụng và xịn sò luôn nha các bác nhá. Lẫy cực kỳ nhạy cho em này, để khóa van đóng mở nhá, để tránh bỏng, tránh rớt nước nhá. Mỗi khi ấn như này thì là nước sẽ được rót ra, còn khi nhả ra thì nó sẽ khóa nhá, để vừa giữ nhiệt này, vừa giữ độ nước cho em, rất là ok luôn. Em sẽ đi vào chi tiết bên trong sản phẩm nha các bác nhá. Thì ở phần bên trong sản phẩm các bác quan sát cho em ạ, có thể nhìn rõ được cái số là 316 cho em nhé. Với inox Su 316 bên Nhật, nó là cái dạng inox loại 1, tránh han dỉ này, rất là cứng và chống hao mòn tuyệt đối nhá, rất là an toàn cho người sử dụng luôn các bác ạ. Nó sáng loáng luôn như này ấy ạ. Đấy, rất là bền luôn. Và với phần cổ bình nhá, phần cổ bình này nó cũng bằng inox cho em, rất là xịn sò luôn. Tay rỗng cách nhiệt cho em nhé các bác nhá. Tay rỗng cách nhiệt này các bác cầm mà thoải mái nhá, không hề nóng, không có vấn đề gì luôn cho em này. Với cái phần bên ngoài của bình thì sẽ sơn là sơn tĩnh điện cho em, để chống han, chống dỉ tuyệt đối nhá. Nó rất là tuyệt vời luôn, với cái màu đỏ hoặc màu cam hoặc màu đen, em đang có 3 màu ạ. Và cái phần đáy của nó này, nó sẽ có một cái mút cao su như thế này, để khi các bác đặt lên bàn thì nó sẽ chống xê dịch, nó chống đổ cái sản phẩm bình nước nhá. Nó sẽ mút, nó có một cái độ mút nhất định, nó rất là ok luôn. Và bên trong nó sẽ là rỗng, rỗng cách nhiệt cho em, để khi các bác để sử dụng, ví dụ như sử dụng trà nóng thì nó sẽ giữ nhiệt này, mà khi các bác sờ vào đây thì nó sẽ có cái lớp cách nhiệt rồi, nó không hề nóng ra bên ngoài vỏ nhá. Hoặc khi các bác sử dụng nước lạnh đi, nó ở trong đây thì nó cũng sẽ không bắt nhiệt chỉ nước ra bên ngoài, nó lõng bõng ra cái bàn, rất là dơ nhá, rất là bẩn luôn. Đó có nghĩa là nó sẽ cách nhiệt cho các bác và giữ nhiệt. Với cái phần lõi đây ạ, em sẽ mở ra cho các bác xem phần lõi của nó. Thì các bác có hoàn toàn có thể cho cà phê vào đây nhá, cho pha cà phê hoặc là trà, hoặc là trà thảo mộc vào đây ạ. Đó, sau đâu đó là các bác lắp vào đây cho em và thả vào bên trong lõi bình trà như thế này. Thì trong quá trình ủ thì nó sẽ tiết nhá, tiết cà phê, tiết chất trà. Đó, để các bác sử dụng hoàn toàn là tự nhiên, rất là ok luôn ạ. Và với cái phần gioăng ạ, phần gioăng này thì mút cao su nguyên sinh nhá, rất là chắc chắn luôn cho em, để giữ nhiệt tuyệt đối ạ. Rất là ok với mã sản phẩm này luôn. Đó, các bác nào đã sử dụng cái bình trà giữ nhiệt bên em rồi thì biết ạ, hàng xịn sò luôn, cái gioăng của nó rất là chắc chắn nhá. Gioăng rất là chắc chắn luôn. Sử dụng thì các bác ấn như này là nó sẽ ra nước, và nhả ra thì nó sẽ là khóa miệng và giữ nhiệt nhá. Tay cầm thì rỗng cách nhiệt, kiểu dáng thì rất là thon gọn, nó cũng không phải là quá to để mỏi tay nhá. Đấy, rất là ok luôn. Và với cái mã bình giữ nhiệt Nhật này thì em gửi tới các bác với một mức giá nhá, sập sàn luôn, chỉ còn là 100k trên một bình nhá các bác nhá. Đó, bác nào ưng thì mỗi bác ủng hộ em một bình, hai bình để nhanh hết ạ, hoặc mua làm quà tặng, quà biếu cũng rất là ok luôn nhá. Sản phẩm Nhật uy tín, chất lượng ạ. Em tiếp tục về số lượng cực kỳ nhiều nồi chiên ngập dầu nha các bác nhá. Nồi chiên ngập dầu này 20 xăng. Đó, dùng để chiên ví dụ như là chiên tôm, chiên đùi gà, cánh gà nhá. Những cái mã sản phẩm hay là chiên nem, đó, chiên chả, thì những cái mã sản phẩm mà cần chiên ngập dầu để thơm ngon giòn rụm nhá, thì em này sẽ giải quyết cái vấn đề đấy ạ. Các bác có thể quan sát giúp em ạ, rất là tiện lợi luôn nhá. Nó như là hình một chiếc nồi, nó nhưng mà có độ sâu để chiên ngập dầu, kèm theo đó này sẽ có một cái gác chắn dầu như thế này. Khi các bác chiên rán ở dưới đây xong, các bác có thể là để lên trên đây để sản phẩm róc dầu, róc mỡ xuống nhá, mà vẫn vừa ngon giòn rụm mà lại vẫn giữ được cái độ róc dầu cực kỳ là tuyệt vời luôn này các bác này. Nó bỏ cái khay gác chắn dầu này ra thì nó sẽ có cái miệng nhá. Miệng này chúng ta chắp cái dầu thừa đấy ạ, dầu mỡ thừa. Nó là cái miệng như thế này để chắp nhá, rất là dễ dàng sử dụng. Riêng nói về em nồi này thì phải nói về cái độ chống dính kép nhá các bác nhá. Này, độ rộng của nó là 21 ạ. Và cái độ chống dính kép đó là độ chống dính kèm với lại vân đá hoa cương như thế này, đảm bảo 100% khi chiên rán nhá, không bị khê, không bị bén, không hề cháy luôn. Nó rất là tiện luôn. Đấy, mà lại cảm biến nhiệt ở dưới nhá, bắt nhiệt cực kỳ nhanh cho em này, bắt nhiệt cực kỳ nhanh, tỏa nhiệt cực kỳ đều cho em nhá. Với cái em này thì các bác chiên cho em những cái mã sản phẩm đồ ngập dầu thì rất là tuyệt vời, gọn tiện luôn ạ. Thì với cái mã sản phẩm nhá, đến từ Nhật Bản cho em nhá, rất là xịn sò luôn về chất lượng này, tặng kèm một vỉ gác dầu này, giá thì siêu rẻ, siêu hạt rẻ luôn các bác nhá. Giá của em nó trong phiên live ngày hôm nay em chiên khách hàng giảm giá kịch sàn cho các bác ạ. Em đang bán với mức giá là 150k nhá, 100 này,
50k, đó, riêng hôm nay em giảm giá kịch sàn xuống ạ. Chỉ còn là 100k, 100k trên một em chảo chiên Nhật. Đó, chảo chiên Nhật với chống dính kép tặng một gác dầu nha các bác nhá. Mà mức giá chỉ có là 100k luôn ạ. Mua một lần dùng mãi mãi luôn nhá. Các bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Mã chảo chiên 100k. Bộ dao Nhật 6 món đến từ thương hiệu Asaki của Japan Nhật Bản các bác nhá. Được làm bằng chất liệu SK5. Đó, trong sản phẩm thì sẽ gồm cho em là 3 dao thái, 1 dao gọt hoa quả. Tặng các bác một em kéo và một em nạo các bác nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ em sẽ mở sản phẩm ra để các bác có thể dễ dàng quan sát ạ. Đó, rất là ok luôn các bác ơi. Mã sản phẩm này đến từ thương hiệu Japan Nhật Bản cho em này, vô cùng là sắc bén luôn các bác nhá. Rất là sắc bén luôn. Đó, các bác dùng để thái thì rất là tuyệt vời luôn này các bác này. 3 dao thái cho em nhá. Gồm 3 dao thái cho em này, có cả dao dọn như này để chúng ta lấy khỏe hoa quả cắt tiết. Rất là ok luôn này. Kèm theo đó là một em gọt hoa quả cho em nhá. Một em gọt hoa quả. Em sẽ tặng riêng các bác này, tặng riêng các bác một em kéo và một em nạo nhá. Nạo bầu, nạo bí, nạo khoai. Đó, rất là ok. Còn với em kéo này các bác cắt rau thơm, cắt nem, cắt chạo này. Có cả phần kẹp nhá. Đấy, kẹp hải sản ở đây. Khi các bác ăn càng cua càng kiếc này, tôm ghẹ các bác có thể kẹp nhá. Rất là ok, gọn tiện luôn. Đến từ thương hiệu Japan Nhật Bản, làm bằng thép SK5, chống rỉ tuyệt đối cho em. Đó, rất là ok luôn. Với mã sản phẩm này thì em đang có chương trình chiên trợ giá các bác nhá. Đó, với một mã 6 sản phẩm mà quá là rẻ luôn, với cái mức giá em đưa ra các bác không phải giật mình đâu ạ. Em đang bán là 120k nhá. Nhưng mà riêng trong phiên live ngày hôm nay em sale xả sập sàn xuống chỉ còn là 80k. 80k trên 6 sản phẩm các bác nhá. 6 sản phẩm luôn ạ. Các bác thấy ok chưa? Đây này các bác này, có hướng dẫn chi tiết từng sản phẩm này. Chất liệu thép tay cầm chống trơn trượt này. Đó, rất là ok luôn. 4 dao, kèm theo đó là em tặng một kéo và một nạo các bác nhá. Một kéo và một nạo, các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Một siêu phẩm, một trợ thủ đắc lực cho bác nào nhá. Đang đau nhức mỏi vai gáy này, đau nhức căng cơ thì em này là một giải pháp vô cùng là tuyệt vời luôn. Các bác có thể quan sát cho em ạ. Mô phỏng bàn tay người đang xoa bóp đấy ạ, từ phần cổ đến phần vai gáy nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Đây sẽ là nút nguồn, khi các bác mua về sẽ kích lên ạ. Và đây sẽ là phần đảo chiều nhá. Em bấm thì nó ngay lập tức nó sẽ đảo chiều luôn ạ. Đó, đảo chiều này. Còn đây thì sẽ nấc 1, nấc 2 và nấc 3. Đó, khi các bác ấn như này thì nó sẽ liên tục tăng chế độ nhá. Giảm mạnh hoặc là tăng lên ạ. Còn đây sẽ là nút hồng ngoại nha các bác nhá. Nút hồng ngoại các bác bật ở đây cho em là nó sẽ phát sáng cái tia hồng ngoại này lên. Nó sẽ đốt nóng lên tới tận là 42 độ này. Đó, vừa đốt nóng vừa xoa bóp giúp chúng ta này lưu thông khí huyết, giảm căng cơ, nhức mỏi các bác nhá. Rất là ok, tuyệt vời luôn, mang lại một cái cảm giác thư thái dễ chịu. Máy thì lại vô cùng là nhỏ gọn này. Các bác đặt lên cái phần cổ vai gáy của mình. Đó, vừa ngồi vừa đọc sách, vừa ngồi vừa xem phim. Rất là ok luôn. Và bây giờ các bác xem video để hiểu hơn về chi tiết sản phẩm nhá. Đây ạ. 18 điểm chạm giúp giảm nhức mỏi. 8 điểm chạm luôn các nhá. Phòng bàn tay người đang xoa bóp, máy có thể thực hiện các động tác chuyển động như ấn, đỉnh, đẩy, xoa, bóp nhờ sự chuyển động của các con lăn silicon cao cấp. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Đấy, mô phỏng bàn tay người luôn các bác nhé. Máy còn áp dụng công nghệ thuật NCT giúp nhiệt độ lan tỏa đều và sâu đến 42 mm, lan rộng cho cơ thể, giúp cho cơ thể thoải mái này, thư thái, dễ chịu nhá. Nó chống nóng chuẩn 42 độ luôn ạ. Đó, các bác thấy ok chưa ạ? Bảo hành 1 đổi 1 cho các bác ạ. Uy tín chưa ạ? Bảo hành 1 năm 1 đổi 1 cho các bác nhá. Rất là ok luôn với mã sản phẩm này. Xoa bóp này, rất là chắc chắn luôn. Chắc chắn nhưng mà vẫn là mềm mại nhá. Mô phỏng chuẩn bàn tay người luôn nhá. Và giá của em nó thì siêu ưu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhá. Em xin được gửi tới các bác với một mức giá này là 320k. 320k trên một em máy massage này nhá các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. 320k trên một massage. Và tiếp theo em xin được gửi tới các bác mã sản phẩm bình thủy Nhật nhá, đến từ thương hiệu Sáp này, vô cùng là nổi tiếng luôn. Cái sản phẩm này có quai sách nhá, dễ dàng di chuyển luôn các bác nhá. Và với em ấm này thì các bác ngắm tổng quan cho em ạ. Rất là đẹp, rất là lịch sự và sang trọng luôn. Để các bác có thể là để trong cái không gian bếp cũng như là cái không gian phòng khách nhà mình nhá, thì cũng đều rất là đẹp và lịch sự luôn.
và ưu điểm vượt trội của em Fix này nha các bác nhá. Thì với phần kết cấu ở bên trong đấy, được làm bằng inox Su 304 nhá. Hàng xịn sò loại 1 cho em này, chống han chống dỉ nhá. Đấy, an toàn cho người sử dụng nhá. Đấy, rất là ok luôn. Còn với phần bên trên thì sẽ là phần bảng điều khiển thiết bị nhá. Có phần đun sôi, giữ nóng và tự động bơm nước ạ. Và bây giờ em xin được lấy nước nhá cho các bác này. Đấy, em chỉ việc ấn lấy nước nóng chỉ sau một nút ấn thôi ạ. Đó, các bác thấy không ạ? Ngay lập tức sẽ có nước để các bác pha trà, pha sữa. Khi mà có khách đến chơi nhà thì chúng ta ngay lập tức có nước để pha trà, hoặc là chúng ta muốn uống sữa ngay lập tức có nước nóng để uống nha các bác nhá. Và một ưu điểm vượt trội của cái em sáp này, khi mà đun sôi xong đó, nó sẽ chuyển sang đun sôi xong nó sẽ tự ngắt các bác nhá, và nó sẽ chuyển sang chế độ giữ nóng. Giữ nóng thì chúng ta 6 tiếng sau khi sôi nó ở cái nhiệt độ 98 độ C. Đấy, để đảm bảo lúc nào 24/24 chúng ta đều có nước nóng để sử dụng các bác nhá. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Với cái phần thân trước đây ạ, thì nó sẽ có biểu hiện, biểu thị của chia vạch nhá các bác nhá. 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít để các bác dễ dàng quan sát cho em là mực nước nó đang tới đâu, nó còn hay hết để chúng ta bổ sung nhá. Và dung tích thì là dung tích khủng luôn cho em, lên tới tận là 4,8 lít các bác nhá. 4,8 lít luôn ạ. Đấy, rất là to, rất là gọn tiện. To lòng nhưng mà lại gọn tiện bên ngoài nhá. Kiểu dáng thì rất là đẹp. Và với ưu điểm khi mà lấy nước ấy, này các bác thấy ạ, lấy nước này. Đấy, lấy nước là tự động sau một nhát bấm. Nhưng khi kết thúc thì nó sẽ tự động khóa van ở đây nha các bác nhá. Nó tự động khóa van ở đây. Để làm sao ạ? Để an toàn, ví dụ nhà có trẻ nhỏ hay người già thì rất là an toàn luôn nhá. Tránh gây bỏng rát này. Ví dụ như các bác chứa nước vào trong những cái phích cồng kềnh, đi vô tình đá phải va vào thì đổ bỏng con, bỏng cháu, bỏng mình. Đấy, thì với em này thì rất là tuyệt vời. Nó rất là ok luôn các bác nhá. Thì em nó sẽ được bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm nhá. Khi các bác mua, em sẽ gửi phiếu bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm luôn ạ. Thì khi các bác mua hàng có phiếu bảo hành, các bác hoàn toàn có thể yên tâm hơn đúng không ạ? Đấy, rất là tuyệt vời luôn, chế độ ưu đãi quá là ok luôn đấy ạ. Và sẽ gửi kèm là một quyển sách hướng dẫn nhá, rất là chi tiết và tỉ mẩn ở trên đây ạ. Đó, các bác mua chỉ cần việc đọc sơ qua là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Bởi em nó là thiết kế rất là đơn giản. Các bác chỉ việc nước cái tay này lên, đổ nước vào trong đây cho em ạ. Đó, và ấn xuống như thế này và cắm cái dây điện này vào, nguồn điện 220V là chúng ta đã có thể sử dụng được bình thường rồi các bác nhá. Và riêng trong phiên live ngày hôm nay em sẽ tặng 10 bác chốt đơn đầu tiên, quà khủng luôn ạ. Đó chính là em máy cạo râu nhá. Em máy cạo râu tự động luôn ạ. Nó tự động luôn. Đó, các bác sạc tích điện cho em và mang đi chơi, mang đi du lịch nhá. Rất là ok luôn. Em sẽ test luôn một sản phẩm cho các bác ạ. Và đây là em nó nhá các bác nhá. Đó, em sẽ test luôn ạ. Cực kỳ nhạy luôn nhá các bác nhá. Có cả màn bảo vệ luôn đấy ạ. Đó, màn bảo vệ nhá. Đấy, các bác mang đi chơi, đi du lịch hay là người già, nó rất là tiện nhá. Chỉ việc dí lên đây là dao sẽ tự động cạo nhá. Nó có chế độ an toàn. Đấy, các bác chỉ việc sạc pin, mang đi chơi rất là ok. Em đang bán và cũng như là thị trường đang bán là 120k nhá. Nhưng riêng trong phiên live ngày hôm nay, giá của em Fix này là không đổi. Và kèm chiên tặng quà khách hàng thân yêu của em nhá. Nó chỉ còn mức giá là 799k. Đó, trên một bình, giá không đổi nhá các bác nhá. Đó, mà em tặng này, tặng các bác một dao cạo râu tự động, một dao cạo này tự động luôn nhá các bác nhá. Đó, các bác thấy quá là ok chưa? Đến với shop Như Thiết thì muôn vàn ưu đãi nha các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Bộ nồi cao cấp Camel đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em nhá. Với chất liệu hoàn toàn làm bằng inox Su 304, bền đẹp với thời gian và chắc chắn nhá, xứng đáng với số 1 về chất lượng ạ. Và sản phẩm sẽ có 3 nồi. Nồi dung tích thứ nhất là 2,7 lít, nồi thứ hai là 3,8 lít và nồi thứ ba sẽ là 4,7 lít các bác nhá. Phù hợp nhà 4 đến 5 người ăn thoải mái các bác ơi. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cận cảnh về bộ nồi nhá. Và như đây các bác đang nhìn thấy là em đã lắp sẵn một bộ nồi Camel để cho các bác xem ạ. Thì đầu tiên thì cầm lên quan sát, chúng ta sẽ thấy về cái sản phẩm này, inox của nó cực kỳ là sáng bóng, dày dặn và chắc chắn như này cho em. Để làm sao để chúng ta đun nó sẽ chống khê, chống bén, chống xém nồi nhá. Phần đế cực kỳ là dày dặn cho em. Nó và đun cái chất liệu này thì nó sẽ không bị cháy,
xém bẩn cái phần nồi này nha các bác nhá. Rất là ok, xịn đẹp cho em luôn ạ. Đầu tiên phải nói đến là em vung. Em vung của nó được thiết kế bằng kính cường lực cho em. Nó bao bọc bởi cái khung nhi nấp su 304 có 3 lỗ thoát khí như thế này. Với cái kính cường lực này thì đảm bảo với cái việc là chịu lực, chịu nhiệt nhá. Rất là ok luôn. Và trong suốt để đảm bảo trong quá trình mà chúng ta đun nấu ấy ạ, chúng ta hoàn toàn có thể quan sát được ở bên trong đồ ăn thức uống như nào nha các bác nhá. Đó, và cái phần tay cầm thì nó rỗng cách nhiệt như thế này. Đó, rất là ok luôn, cầm không hề bị nóng. Và điểm là màu vàng trên cái màu bạc như thế này thì sẽ rất là nổi bật, giúp cái không gian bếp của chúng ta nhá đẹp và sang trọng hơn các bác ạ. Và đây là phần nồi, em xin được đo kích thước cho các bác nhé. Phần nồi thì bề ngang của nó sẽ là 21 này. Và chiều sâu của em nồi này thì sẽ là 12 xăng các bác nhé. 12 xăng ạ. Phù hợp với chúng ta làm đồ luộc, nấu nồi canh to để sử dụng nhà đông người. Đấy, phần tay cầm cũng vậy các bác nhé. Rỗng cách nhiệt màu vàng như này. Rất là đẹp cho em luôn ạ. Có cả tem mát này, treo hàng tem kiểm tra chất lượng ạ, trước khi xuất kho xuất xưởng. Và tiếp theo là em nồi thứ hai nha các bác nhá. Em nồi thứ hai thì kết cấu cũng tương tự với phần vung, phần nồi. Đó, phần đế cực kỳ là chắc chắn cho em luôn nha các bác nhá. Chắc lắm luôn ạ. Đó, và em cũng xin đo kích thước luôn nha các bác nhá. Kích thước của em nó cũng là sâu 12 và chiều ngang của em nó sẽ là 19 các bác nhá. Nhỏ hơn một chút xíu để phù hợp chúng ta nấu canh. Đó. Ok luôn các bác ơi. Và với em nồi thứ ba thì sẽ là em nồi nhỏ xinh để chúng ta rang thịt. Đó, rất là ok luôn nha các bác nhá. Để trưng những cái đồ ăn mặn ạ. Đây, em xin đo chiều sâu của nó sẽ là 10 xăng và chiều ngang thì sẽ là 17 nha các bác nhá. 17 ạ. Đó, rất là đẹp, rất là xinh. Đó, để trong cái không gian bếp thì rất là sang trọng và lịch sự. Em thấy nó nổi bật ở cái phần tay cầm và phần nắp vung đấy ạ, rất là đẹp. Còn với cái phần kết cấu thì là inox su 304 rồi, dày dặn này, bọc cả đế, dập cả tem chìm như này các bác nhá. Để đảm bảo chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cho em ạ, rất là ok. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán cho em nhá. Và với cái bộ nồi cao cấp 3 món đến từ thương hiệu Camel Nhật Bản này, em sẽ chưa có một cái chương trình chiên trợ giá nhá, cực kỳ đẹp trong phiên live ngày hôm nay. Em đang bán với mức giá là 450k. Và riêng trong phiên live ngày hôm nay, em xin được sale xả và chiên trợ giá khách hàng nhá. Nó chỉ còn là 420k. Đó, các bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em, đó là bộ nồi Camel nha các bác nhá. Bộ nồi Camel cao cấp 3 món đến từ thương hiệu Nhật Bản, giá 420k. Xin được giới thiệu tới bác cặp đèn thờ bông hoa sen pha lê đổi màu bên em mới về các bác nhá. Thực sự thì mã đèn này rất nhiều bác ưng ý bởi vì cái độ sắc nét cũng như là tinh tế của bông hoa sen nha các bác nhá. Các bác nhìn cho em ạ, từng cánh hoa như những viên pha lê nha các bác nhá. Được mài góc mài cạnh rất là đẹp và tỉ mỉ cho em ạ. Và khi mà kết hợp với hệ thống đèn LED siêu tiết kiệm điện ở bên trong như thế này ạ, thì nó sẽ tỏa ra những cái ánh hào quang đủ màu sắc các bác nhá. Ví dụ như màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, nó đổi màu liên tục. Để khi mà các bác đặt ở trên cái không gian thờ thì nó sẽ tạo ra một cái ánh hào quang các bác nhá. Một cái hào quang mà rất là đẹp luôn, tạo cái sự tôn kính, tôn nghiêm cho cái không gian thờ. Mà ai vào cũng phải là khen gia chủ là có cái cặp đèn thờ rất là đẹp. Và cặp đèn thờ này thì sẽ có chiều cao là 65 xăng các bác nhá. 65 xăng sẽ phù hợp với lại cái không gian thờ nhà bác nào vừa và to. Đó, rất là đẹp luôn đấy các bác ạ. Thì cái phần thân đèn em xin giới thiệu thêm, nó sẽ được làm bằng hợp kim đồng loại 1 cho em các bác nhá. Chống han rỉ theo thời gian luôn ạ. Và trên phần thân nó sẽ kết hợp những cái phần lá cũng như phần đài hoa như thế này nhá. Đó, kết hợp rất là uyển chuyển này, rất là đẹp luôn. Điểm vào đó nó như là một cái bó hoa sen tươi, nó cắm trong bình đấy ạ, rất là đẹp. Và với phần thân bình nhá, em sẽ cầm sát để cho các bác quan sát ạ. Với phần thân bình thì phần trên sẽ là phần tháp và dưới sẽ là phình ra. Nó cũng mang một cái phong thủy, đó là hút tài lộc cho gia chủ đấy ạ. Và ở phần giữa thì nó sẽ được nổi bật lên với những cái họa tiết 3D hình hoa sen, lá sen nhá, rất là thuần khiết và thanh cao. Đó, rất là đẹp luôn. Còn phần đế này, phần đế sẽ rộng là khoảng 20 cm cho em nhé các bác nhá. Rất là rộng rãi. Để đặt cái, khi mà đặt cái cặp bình này thì nó sẽ rất là vững chãi và chắc chắn cho em ạ. Đó, các bác thấy không ạ? Những cái bông hoa rủ này, những cái bông hoa rủ ở dưới phần bình nhá, nó sẽ điểm thêm vào, rất là đẹp luôn đấy, các bác thấy không ạ? Rất
rất là đẹp luôn. Và với cái cặp đèn thờ này, em xin được gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhá. Chỉ còn là 2 triệu đồng ạ, 2 triệu đồng đó. Và em sẽ tặng một phần quà vô cùng là ý nghĩa luôn ạ. Em sẽ tặng luôn một đài tụng kinh niệm Phật A Di Đà ở trên tay em cầm luôn ạ. Với 20 bài tụng kinh niệm Phật, nó khi các bác bật lên thì các bác nghe sẽ rất là thư thái nhá. Nó tịnh tâm, nó lời Phật dạy như liều thuốc quý đấy ạ. Tai tăng nghe đời bất sân si, rất là tuyệt vời với một món quà ý nghĩa như này ạ. Các bác nào ưng mã sản phẩm đèn pha lê đổi màu, đó, một cặp như này sẽ có giá là 2 triệu đồng ạ. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em. Em xin được xem sản mã sản phẩm nồi cơm điện Cúc Cù các bác nhá, đến từ thương hiệu Korea Hàn Quốc cho em. Một cái mã sản phẩm nồi cơm vô cùng là nổi tiếng rồi, em bán rất là nhiều nồi rồi nhá. Bác nào nhận được hàng cũng rất là khen là nhanh chín nhanh sôi, nấu cơm ngon ngọt mà giá cả thì lại cực kỳ phải chăng luôn. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết giới thiệu sản phẩm nhá. Thì nhà em đang có hai màu, đó là màu đỏ và màu ghi các bác nhá. Bác nào ưng màu nào thì lên đơn cho em ạ. Đầu tiên khi mở vung ra thì các bác sẽ nhận được cho em bên trong lòng nồi sẽ là một em môi nhá, một em môi em tặng ạ. Và kèm theo đó đó là một dây nhá, dây dẫn điện giữa nồi cơm và kết nối với nguồn điện 220V để sử dụng các bác nhá. Và tiếp đó là một em nồi này các bác này, một em nồi lòng là lòng nồi niêu cho em. Ở trên thì nhỏ nhưng dưới thì phình to nhá, nấu được rất là nhiều gạo, nhiều cơm. Một cái nồi 1 lít 2 như này có thể 3 đến 4 người ăn ok cho em luôn các bác ạ. Có mức chia vạch ở trong đây rồi nhá, có mức chia vạch ở trong đây rồi. Đó, nó hơi tố một tí là các bác về có thể nhìn để quan sát đấy ạ. Nó sẽ chia vạch ở đây rồi. Về các bác nấu những cái lượng gạo, lượng nước tương ứng nhá, hướng dẫn sử dụng đầy đủ rồi. Và ở đây thì sẽ là cái phần đánh nồi các bác nhá. Phần đánh nồi thì đĩa điện rất là to luôn cho em này, để làm sao đảm bảo có việc truyền nhiệt, truyền điện nhá, đều, mạnh, để nhanh chín, nhanh sôi. Đó, ok chưa các bác ơi. Còn với phần nắp vung này thì nó sẽ có một cái phần thoát khí khi sôi nhá. Còn đây là phần rong. Phần rong rất là dày dặn cho em, để làm sao khi mà cơm nảy nấc thì nó sẽ ủ chín bằng hơi nhá. Và cái việc ủ chín bằng hơi thì nó sẽ giúp cho cái hạt gạo này dẻo, chín đều và giữ được cái độ ngon ngọt của hạt gạo nhá. Ok chưa các bác ơi. Và sử dụng thì cực kỳ là đơn giản đó các bác ơi, hoàn toàn bằng nút cơ hết nhá. Đó, cái phần nắp vung này cũng bằng cơ này, ấn ra mở vào cũng bằng cơ cho em. Mà các phần ở dưới này bật tắt cũng sẽ bằng nút cơ các bác nhá. Thì đầu tiên khi các bác cắm vào thì nó sẽ có đèn đỏ, đèn đỏ đây. Đó, và khi chín thì nó sẽ nảy sang cái nút, khi cạn nước nó sẽ nảy sang bên đây nút màu xanh các bác nhá. Đấy, các bác cắm chỉ việc ấn nút cơ như này thôi, rất là dễ dàng sử dụng ạ. Kiểu dáng thì vô cùng đẹp và thon gọn như này nhá. Bác nào ưng mã sản phẩm nồi cơm điện Cúc Cù Korea đến từ Hàn Quốc, em đang có chương trình chiên này, sale đại hạ giá luôn. Với nồi cơm 1 lít thì sẽ em đang bán là 320k. Em sẽ xả xuống chỉ còn là 290k thôi các bác nhá. 290k cho 2 đến 3 người ăn. Còn với dung tích 1,2 lít này sẽ là 380k. Và em giảm xuống chỉ còn là 350k, sẽ cho 3 đến 4 người ăn thoải mái luôn ạ. Và với nồi cơm 1,8 lít em đang bán trên thị trường là 430k, nhưng riêng trong phiên live ngày hôm nay chỉ còn là 400k các bác nhá. 400k dành cho nhà đông người từ 5 đến 6 người ăn đấy, hay là thường xuyên có khách các bác nhá. Bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em. Đó là màu kèm theo là dung tích lít nhá. Và giá thì là không đổi, 290k trên 1 lít, 350k trên 1 lít 2 và 400k trên 1 lít 8 các bác nhá. Và mã sản phẩm tiếp theo em xin được sao xả cho các bác, đó là cái mã sản phẩm dầu gội thảo dược nhá, 3 trong 1 cho em. Đó là làm đen tóc này, đấy, ngượt tóc này, đó, và ngăn gầu hiệu quả cho em nhá. Đó, đây là màu đen này, màu black, màu đen cho em, đến từ thương hiệu Made in Japan Nhật Bản nhá, rất là an toàn cho người sử dụng này. Nó có cả mã vạch QR cho các bác kiểm tra mã sản phẩm cho em nhá, tem mác đầy đủ chống hàng giả hàng nhái cho em này. Đó, rất là xịn sò. Thì có những anh ấy mua thử 1-2 sản phẩm dùng thử và rất là ok, xong anh giới thiệu cả xóm cho em luôn. Đó, cả xóm cho em sử dụng cái mã sản phẩm này. Đó, và cho trải nghiệm rất là tốt nha các bác nhá. Đó, các bác dùng cái mã sản phẩm này thì rất là dễ thôi. Đó, các bác cứ gội đầu bình thường cho em bằng dầu gội dầu xả bình thường. Đó, sau đó là các bác phọt một ít đấy, cái lượng dầu gội ra tay như mình gội đầu bình thường á, và các bác vò lên đầu massage cho em khi tóc nó vẫn đang còn ẩm nhá.
vò và massage cho em khoảng 10-15 phút. Sau đó các bác xả đi bằng nước lạnh bình thường là ok nha các bác nhé. Chỉ có 15 phút sau là chúng ta đã có mái tóc đen mượt óng ả xịn sò rồi. Đó, một tuần các bác sử dụng cho em một lần nhé. Đấy, thảo dược thiên nhiên hoàn toàn 100% luôn, mà các bác không phải ra tiệm nhuộm vừa cứng tóc này, vừa mất thời gian vừa mất tiền bạc nhé. Thì tất cả đã có giải pháp trong cái em dầu gội thảo dược đen tóc này rồi. Và trong buổi live ngày hôm nay em xin xả đại hạ giá cho các bác cái mã sản phẩm này nhá. Đấy, xuống còn chỉ là em đang bán là 130k này. Đó, và em xả xuống chỉ còn là 100k nha các bác nhá. 100k trên một cái em dầu gội này các bác dùng cả năm cho em, đó không xịn không ok. Các bác cứ gọi mắng em nhá. Đó, em không lấy tiền luôn. Đó, các bác nhanh tay lên đơn cho em ạ. Và không thể thiếu trong phiên live sale xả hàng của tổng cô gia dụng như thiết ngày hôm nay nhá, đó là mã sản phẩm gậy chống cho người già này, một siêu phẩm, một trợ thủ đắc lực cho các bác nào mà đau chân, đau nhức xương khớp, hay là tai biến, hay là bác nào mới ốm dậy nhá, đi lại khó khăn, thì em nó sẽ là một trợ thủ vô cùng là ok luôn đấy các bác ạ, đắc lực luôn. Thì với thiết kế thông minh này có 4 nấc điều chỉnh độ cao thấp để phù hợp với người sử dụng cho em luôn nhé các bác nhá. Và phần tay cầm thì nó sẽ là đệm mút nhé các bác nhá. Đệm mút để thấm hút mồ hôi này, chống trơn trượt khi cầm tay nhé các bác nhá. Và với phần đầu đèn này các bác này, có thể thắp sáng nó vừa đi vừa chiếu xuống phần đường. Đấy, điều chỉnh được cao thấp như này. Đó, để đi lại rất là dễ dàng vào ban đêm nhé các bác nhá. Và em nó thì có thể là tự đứng như thế này luôn. Đó, tự đứng. Bởi thiết kế vô cùng là thông minh, bởi độc đáo, bởi cái phần đế này, phần đế chân đỡ nhá, rất là rộng rãi như thế này. Kèm theo đó là 4 đệm mút cao su cho em, 4 đệm mút cao su này, chống trơn trượt trên mọi bề mặt cho em nhá. Đi lại vô cùng là gọn tiện dễ dàng luôn. Và em nó thì có thể là gấp gọn luôn các bác nhá. Gấp gọn thành nhiều khúc để chúng ta mang đi lại này, rất là gọn tiện luôn. Chỉ có Nhật Bản mình nghĩ ra những cái sản phẩm thông minh như thế này. Bởi vì ở bên Nhật Bản thì là những người già và trẻ nhỏ luôn được ưu tiên cực kỳ luôn ạ. Các bác có thể xem hết video để hiểu thêm về chi tiết sản phẩm ạ. Gậy đa năng gấp gọn, hỗ trợ người lớn tuổi vận động. Chân gậy bọc cao su giúp bám chắc. Đó, bám chắc chống trơn trượt nha các bác nhá. Bề mặt sỏi đá. Gậy cứng cáp. Gậy tự đứng luôn ạ. Có thể gấp gọn tiện lợi để mang đi bất cứ đâu. Đó, gấp gọn tiện lợi luôn. Kết hợp đèn chiếu sáng để đi lại an toàn vào ban đêm. Ban đêm các bác đi vệ sinh đó, hay là đi đâu bật đèn cũng rất là tiện. Không chỉ giúp người già đi lại vững vàng hơn mà còn hỗ trợ người đi lại cầu thang nhá các bác nhá, hỗ trợ luôn ạ. Những người tai biến ốm xương khớp nó thì cũng có thể là các con các cháu bận rộn thì có thể là mua để tặng ông bà nhá, bố mẹ một món quà rất là ok ý nghĩa luôn. Và em xin được sale xả trực tiếp trong phiên live ngày hôm nay. Em đang bán với mức giá là 220k. Đó, nhưng riêng trong phiên live ngày hôm nay chiên trợ giá xuống chỉ còn là 200k thôi các nhá. 200k em bao ship, đó ok chưa? Các bác yên tâm lên đơn cho em nhá.